kiếm coi giờ là phải Ok. chơi gì ta. Chơi Kumatong khỏe quá, thằng tụi nó không chiến. Mệt. Anh chơi để em chơi. Rồi Ông chơi. ơi, sao bất Con lực nó khỏe quá. vậy, không chiến nữa. Thề. Đây rồi. Judith tựa bồ câu. Trời. Có vợ tao nè đó. Anh muốn Hay em chơi vẫn cao chạy bồi như không? không. Thiệt. Mấy con đánh tay vô mà gặp cái đám này đấm chợt khớp tay. Ấy chơi được không em? Mày muốn anh gặp Buster à? Thôi, người ta hết thở rồi em. Cho Hunter thở với. Tao Ê thích. nè, anh nói thiệt cái nha, cầu này của con Hương Sư á, cái skin này dành cho con đồ chơi hợp hơn á, thiệt á. Đồ chơi á, đồ chơi cũng nhiều skin Nhưng quá. mà đồ chơi, nhưng mà đồ chơi không 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 bán chạy. Tất nhiên là không chạy rồi. Không, cũng chạy nha, cũng nhiều skin lắm á em, nhưng mà vấn đề là gì biết không? Nó cùng concept với cái con nhân vật rồi, nằm ra là cũng không được chuộng lắm. Nhưng đúng ra cái skin này mà dành cho con đồ chơi là hợp lắm. Tao nói bay lên là chim chóc tùm lum. Nhà nhỏ bị khó. Đúng không? Gông ma phiền cả. Chưa hầm nhà nhỏ. Đập mấy nhà Gây nhỏ luôn đây. xa, gây xa vào thành lằn giữa map. Úi giờ đừng Che nó mà có bóng tuyệt vời. Cô che mà thằng lằn sao. Ủa từ từ đã, ấy không giờ bây giờ em bật Không mic phải lên là em nó nói gì. thì bên Hunter có nghe không nhỉ? Em check lại coi. Nó có chọn option là nói cho team mình hoặc là nói cho tất cả mọi người nghe nhá. Đâu có nói gì em Có. chắc. Chị chắc anh chị Bây chưa giờ tập nhà cho nhỏ mọi đập người máy đi kia rồi. rồi, cái máy đó Hay đập khó à luôn. trời. Hay khó. Hết khóa rồi. Thôi giờ đang đập chung nè. Chị ơi. Ê nó không đánh chị, nó cứ bếp chị thôi. Ở đâu vậy? Ở dưới Bếp đời luôn mà dây chị thôi. Ôi trời ơi, I come in for you. mới nhảy Ôi kìa trời như ơi. ngựa vậy đó. Chị ơi em ở bờ biển cơ. Rồi chết rồi. Chị Đánh ơi. nhau kìa. Chị đang vừa đây đây. Chạy đi. Chạy đi. Đừng có dùng nữa. Thôi, Đứa nó dí thì dùng mà làm lấy gì sao? chạy. Bay chơi Hai đi. đứa nó dí. Trời ơi. Hai đứa nó dí thì làm sao Rồi. mà đỡ được? Đi đâu trận hai đứa dí luôn vậy? Ô thôi quá Bây không giờ đúng. không sao, sự hy sinh của em là đổi lại được hai cái máy nổ đùng đùng rồi đó Trời hết. ơi, hai đứa dí liền làm sao mà em gai được ba không? Ấy, chết rồi, dè, tay chạm mà mọi người ơi. Thì rõ Con mèo nào ở ràng. đây đây, con ghê xa quá kìa mọi người ơi. Anh ơi mua đồ em với. Bể đầu. Nhảy, nhảy, Nhạc nhảy. mí. Dầu Anh nhớt tay, ta lên lét nè. Nhảy, nhảy, nhảy. Dầu nhớt đây. con ghê xa vô là bể đầu liền luôn. À, Ôi tìm Luca, không, ọt tập trung đập ai da, máy. ọt cho Luke Ọt chơi Luca. nhảy Hẹp mí. có Ôi, nhiều con chim máu chăn em nhảy lại bị bao này vào lông xong rồi. ba lết nè. Wow, gậy tê đô sụt rồi. Ok, Lý do tôi ghét Aiden hơn Nip Badilai. Là Còn nửa máu đập Bayleth vào ăn hết. hên xui anh xui em Nhưng mà vấn đề đập Bayleth trúng rồi ấy. À hép mình bình sao được, mình phải thường tự hép chứ hép làm sao được. Quái thật. Mua rượu uống thôi tầm này. em mua rượu uống Doctor thì Ủa chị chơi con đó sao chị không nói em, để em chơi Doctor em dựng Không đầu chị được. nhá. Doctor cũng đâu heal được chị. Dù em có dựng đầu vậy chăng nữa cũng vậy à. Ủa Doctor không heal được hả? Không. Không yêu được, chỉ có Không con heal này đi được, yêu con khác em thôi. có cái lúc mà bị gục quá là em dựng đầu vậy là được thôi. Còn lại khi mà dậy là sẽ không heal được luôn. Nó phải đi heal. Anh đi cứu nghiệp ra cái. Nơi được mà. Thôi được rồi, đi cứu nghiệp đi kệ em. Chị đây này, chị ở thiện cảm đây này. À chị thiện lớn đây này. Ai
Chị kêu em làm gì? Em đang ôi trời ơi, vậy. Trời ơi. Trời ơi, chưa kịp mua đồ đạc gì cả thì nó đắt lên tiền luôn ạ. Chị ơi. Tôi học mẹ luôn. À thôi, em đi máu rồi chứ, quên chứ, mình đang hết máu mà. Chưa kịp mua cái gì cả. Rồi không ai mua đồ cho chị. Giờ mình. Giờ chị chạy ra được bờ biển em cầu vũ chị. Có thằng ngọt kìa. Đang ở thuyền cạn. À đang ở thuyền lớn, có thằng ngọt. Thuyền lớn. Đang ở thuyền lớn. Ổn đang đập máy á câu vời. Chị đang vẫn đang câu vời chị đây này. Giật cho tạm chị cái điện em. Em cứu chị đổ kiếp vậy thôi. Đời chị tới đây là hết. Hay quá, rồi chạy ra bờ biển được không? Hay là vẫn ở trên thuyền? Vẫn ở trên thuyền thôi chứ ra bờ biển kiểu gì. Đây là thằng ọp. Đây đây rồi, chị ra bờ biển đây. Để ra rớt xuống. Thằng nào ở biển? Rớt ở đâu? Chị không biết là hắn tới đang ở đâu, chị chưa biết rớt ở đâu cả. Nhảy hướng cửa sổ ơi, hướng em không có tim. Đây. Tay thấy rồi nè. Đây. Rồi thằng lằn dí tao luôn. Gì vậy? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tạm biệt. Chị không anh em đập ở đây nha. Rồi. Ê, chết đây, chết đây. Anh ơi. Kìa. Ok, đủ rồi đó, đủ rồi chị. Dạ. Cho đánh cái đi. Rồi vậy. Rồi. Trời ơi, con thằng máu gì vậy? Tiếp đi em ơi. Từ từ, trời ơi. Giỡn hoài. Anh ơi, đừng với em nữa, em không biết cái. Lại có đập cái pallet đấy xuống. Rồi, đừng có đập pallet nữa đi. Ôi, có cái gậy tay đã sụp ở đấy mà không có để ý kìa. Anh ơi, đừng dí em nữa, ớt ơi, đủ bán. Ôi, chết trời, đừng dí em lắm. Má con thằng lạc, trời ơi, tức quá. Ơ con vừa tiếp đi 26 vẫn chưa đủ. Chị mới thấy em bị tát không? Nữa đi, không tụt này. Chuẩn bị đi cứu anh nè, Kado ơi. Kado đang câu vừa em vẫn chưa thoát. Rồi rồi, em thoát rồi. Không có cứu ai, nó là cứu bản thân nè. Nó thấy em cụ vũ nhiều quá, nó dí em luôn nè. Đúng rồi. Trời, bể đầu. Mày chưa gì luôn. Tao có súng nè. Nghe xe kia mày nghe tao nói không? Tao có súng á, mày sợ tao không? Tao có súng, đúng rồi. Em mua đạn hầm đi anh ơi. Em mua bình rượu đã anh ơi. Ủa, kẹ hầm ở đâu vậy? Kẹ hầm ở không thì kẹ kìa. Rồi chết hầm luôn. Ở đời, đã cứu nè, ở đời, trời ơi chết tao rồi. Rồi không, thuyền cạn ở bên này, ok để em mua. Rồi không ai đã cứu luôn. Ôi ôi, xì xì, cảm ơn robot. Mày nhờ thôi mày. Thôi ra cổng đi chứ, cậy hầm làm cái gì. Cứu đi trời, không lẽ tao cai vậy mình thấy gì vậy? Có robot đi cứu anh kìa, kịp không trời, robot tới cứu kịp á ha. Kịp khỉ. Robot cứu kịp, em đi mua. Thôi. Ông má trời, còn đứng lại nó làm gì vậy? Cái hầm đi. Vãi thật ạ. Ủa, nó nhảy gì trời, nó nhảy như ngựa vậy đó. Ê, hai bạn Hunter, hai bạn ác vãi luôn hết. Dưới con chiến đờ bột máu với con robot và một cụ vũ các bạn ác vãi. Tao bú rượu xong rồi tao quay thôi, lại. Thôi ra bỏ em đi. Coi như là hiến em đi. Mệt quá, ba game rồi. Chết hết ba game. Sao vậy? Hầm mỡ. Hầm giữa thiên cạn hả? Hầm thiên cạn. Ok. Thôi đừng có cứu. Đừng có cứu, trời ơi tôi bảo đừng có cứu mà cứu sau cũng. Có đồ kìa, nó ném đồ cho em kìa. Đồ đâu? Yeah, uống rượu hồi sinh thôi. Thôi chạy thẳng đi thôi, hầm thiên cạn. Đồ cao đã hồi sinh. Hầm thiên cạn mấy đứa ơi, lẹ lên. Trời ơi. Ê Kero ơi, em cổ vũ anh, là em chạy ra tới hầm được nè Kero. Anh đâu? Đây, ở giữa map nè thấy không? Rồi chạy. Hầm thiên cạn đây, hầm thiên cạn đây. Ủa, cổ vũ có tăng tốc hả? Có tăng tốc, tăng 5%. Ngon vậy. Ê, nhưng mà em muốn cứu hai bạn kia cứu em. Không, không đâu có cứu, thắng rồi thì đừng có tham nữa. Mày bớt tham. Bớt tham đi. Sao nhưng mà kia xuống hầm rồi, mày xuống hầm được nè, mà. Lẹ lên, lẹ lên. Có người cứu, có con thăm dò cứu Professor. Heal không anh? Heal. Đây, anh heal chưa? Đó, mày chơi. Chị ra đâu? Ê, nó không nhìn thấy, nó chỉ ra rồi.
Vậy hả? Từ bữa nó nấp mà Hunter, hai Hunter không nhìn thấy luôn. Nó nấp cạnh ghế mà hai Hunter không nhìn thấy luôn. Mù vãi nồi. Nó nấp cạnh ghế mà hai Hunter không nhìn thấy. Gì vậy? Đi ra hầm đi bạn ơi. Trời ơi, ôi trời. Cứu kiểu này là bể đầu rồi. Rồi. Rồi thua luôn. Em đang suy nghĩ là không em phải, phải, không phải. Mắc gì mà, trong khi mình có thể thắng được mà. Chạy ra BB nói, em mua cây súng qua. BB mẹ gì được trời. Xa xa lắm. 1, 2, 3. Ủa hòa này, ủa ra hồng là thắng rồi, còn cố canh cứu không cứu được. Thôi cây thôi, đừng giải dột như vậy. Không. Em cái kia. Em biết rồi, em đủ sức chạy ra, em đủ sức chạy ra. Đã không, có bóng, có súng, có tăng tốc, bíp bíp. Cố lên nha, cứu được rồi, coi làm sao. Trời ơi, nó không thấy, thì cứu ghế. Nó không thấy. Ôi trời. Ra tay kìa bạn ơi. Lỡ dài nữa bạn. Đây. Ta cậu. Dùng găng đi bạn ơi. Đúng rồi, hay quá. Đúng rồi, đã cổng lên. Hay quá. Để cái đầu. Ủa, em bắt xuống sớm vậy. Thôi đang hầm đi cây đô, hãy lẹ lên. Ta cậu cũng được mà. Thôi hầm. 6. Ôi xin lỗi em hai. Nó phải có hương sư thì cái đâu đi cứu. Chào bạn, mình ở đây từ chiều. Anh Victor rất là vất vả để câu dẫn hai Hunter nhá. Hai làm gì vậy? Chị sao làm cái gì vậy? Thăm dò ơi, từ từ bạn ơi, từ từ. Em biết lỗi rồi. Thôi chị lại đánh robot, chị đánh em lẹ lên. Từ từ thăm dò ơi, từ từ. Đúng rồi, từ từ. Để lấy stack, để lấy stack đã. Rồi, tao vất vả. Ôi, thấy rồi. Thôi đi ra đi trời. Đi ra đi, đừng có thăm nữa. Ra đi, lẹ lên. Nên ta còn sợ súng à? Mày súng cái gì nữa? 1, 2, 3, 4, 5 thắng rồi, đừng thăm được cái rô làm ơn. Không, nó mệt không? Đó, thấy chưa? Về rồi, cứ chậm sao á. nhầy á chị. Rồi tao mất khỏe chứ con ghê xa thiệt sự. Chị ghê xa. Mấy lần chậm.